Xin chào các bạn, trong video này thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn là tại sao mà chúng ta cần phải làm video marketing. Thời gian vừa qua thì Hoa nhận được có rất là nhiều các câu hỏi gửi về. Đó chính là chị Hoa ơi, em thấy chị xuất hiện ở rất là nhiều nơi ở trên Facebook, ở trên Zalo, ở trên YouTube, ở trên TikTok và ở trên Fanpage và chị chia sẻ những cái video rất là giá trị những cái kiến thức rất là thực tế và đã giúp cho rất là nhiều người thì uh, lý do gì mà chị lại làm nhiều video uh, chăm chỉ chịu khó làm video đến như vậy thì câu trả lời của hoa như sau thứ nhất đó chính là video là một trong những xu hướng của thế giới mà đã là xu hướng thì trong cái thời gian uh, sắp tới tất cả những người đặc biệt là những người kinh doanh online thì sẽ bắt buộc là sẽ phải sử dụng video để quảng bá uh, thương hiệu của mình thì lúc đó mới có thể là phát triển và mở rộng quy mô được cái yếu tố thứ hai đó chính là khi mà chúng ta làm video ấy, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều các chi phí ví dụ như là chi phí uh, sale này chi phí marketing này uh, chi phí chăm sóc khách hàng các bạn nhé ba cái um, lý do thứ ba đó chính là chúng ta sẽ uh, khi mà chúng ta quay video ấy, thì chúng ta sẽ tăng cái khả năng giao tiếp có thể thấy là khi mà chúng ta uh, quay video nhiều thì chúng ta cảm thấy là chúng ta tự tin hơn và chúng ta khi mà chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta nói chuyện ấy chúng ta cũng tự tin ở trên cái khuôn mặt của chúng ta và chúng ta cảm thấy là niềm nở và chúng ta cảm thấy là rất là dễ để có thể là bắt chuyện nói chuyện với một người khác đúng chưa nào cái lý do thứ tư đó chính là chúng ta hoàn toàn tự tin trước ống kính chúng ta hoàn toàn tự tin trước ống kính khi mà chúng ta quay video nhiều có phải là rất là nhiều người nhìn cái điện thoại thôi mà họ cảm thấy rất là sợ rất là run và họ không biết nói gì và họ quên hết tất cả những kiến thức đúng thế nào nhưng muốn muốn mà chúng ta không quên và chúng ta chúng ta nói hay hơn và chúng ta uh, tự tin nên nhiều thì bắt buộc là chúng ta cần phải làm video nhiều làm video nhiều nên thì chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ trở lên tự tin hơn trước ống kính các bạn nhé tiếp theo đó chính là cái lý do thứ năm đó chính là video nó đóng vai trò giống như là một nhân viên tư vấn có thể các bạn thấy được rằng là khi mà khi mà hoa chia sẻ những cái kiến thức ở trên mạng xã hội ở trên đặc biệt là những cái video ở trên youtube ý, thì là thường hoa đã đóng gói ví dụ như là đây là một cái sản phẩm ở bên thương hiệu hoa đang kinh doanh chẳng hạn đấy thì khi mà một người xem video họ hoàn toàn có thể là nắm bắt tất cả từ hình dáng trong ngoài từ thành phần công dụng đối tượng sử dụng vào những cái lưu ý thì nó giống như cái việc mà bản thân hoa tư vấn một một đúng nào đấy tuy nhiên thì là khi mà hoa có video thì thay vì là một mình hoa đang nói với một người thì hoa có thể gửi cho hàng nghìn người hàng triệu người để họ cũng có thể xem video đó đúng chưa nào đấy như vậy thì rất là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và uh, tiếp theo nữa đó chính là cái lý do uh, thứ sáu đó chính là khi mà chúng ta khi mà chúng ta quay video thì chúng ta cảm thấy hiểu hơn về sản phẩm các bạn có thấy được rằng là có một số người ấy, có một số người là người ta nhắm mắt người ta cũng có thể nói được về sản phẩm của họ và khi mà người ta tư vấn thì người ta tư vấn rất là new loát rất là rõ ràng rất là rành mạch đó bởi vì sao họ làm nhiều họ uh, quay nhiều bình thường thì chúng ta sẽ không nhớ nhiều khi mà chúng ta ghi chép đúng không nào Nhưng khi mà chúng ta nói một mỗi một, một lần nói ra thì chúng ta hoàn toàn là một lần chúng ta nhớ đúng không nào đấy cho nên là cái việc video nó rất là quan trọng đến như vậy và tiếp theo nữa đó chính là cái lý do thứ bảy đó chính là khi mà chúng ta sử dụng video chúng ta hoàn toàn chúng ta đóng gói những cái quy trình để làm sao mà chúng ta có thể đào tạo được đội nhóm chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian à, còn nếu mà như mà chúng ta cứ đi chia sẻ cho từng người từng người một thì rất là lâu và chúng ta không thể nào mà chúng ta nhân bản được đúng chứ nào đấy cho nên là chúng ta hãy sử dụng video các bạn nhé tiếp theo nữa là uh, cái lý do số tám đó chính là hoàn toàn là tạo ra nguồn khách hàng vô tận các bạn có thể thấy là nếu như bình thường ý, thì chúng ta chỉ bán hàng được cho những cái người thân hoặc là một ngày mà chúng ta đi gặp trực tiếp ấy ờ, gặp trực tiếp thì chúng ta hoàn toàn chúng ta gặp được số lượng người rất là ít tuy nhiên là khi ở trên video thì có thể là ở sáng sớm chúng ta cũng hoàn toàn có những người người ta muốn mua hàng của chúng ta bởi vì người ta xem video mà đúng không nào đấy hoặc là buổi trưa cũng có người người ta hỏi mua hàng buổi tối cũng có người mua hàng đêm cũng khuya cũng có người mua hàng tức là uh, khách hàng của chúng ta và không chỉ ở địa 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 chỉ chúng ta sinh sống mà hoàn toàn ở rất là nhiều uh, nơi như bản thân hoa thì không chỉ là bản thân hoa thì ở khu vực hà nội tuy nhiên thì là rất là nhiều tất cả những người ở tất cả các khu vực các tỉnh uh, từ uh, móng cái rồi cà mau rồi sáu uh, mươi tỉnh thành thậm chí trong và ngoài nước đều mua hàng của hoa hết Đấy đồng thời tạo ra dòng tiền thụ động có vẻ khi mà chúng ta phục vụ khách hàng nhiều ấy thì chúng ta khi mà chúng ta phục vụ khách hàng nhiều thì đồng nghĩa với cái việc chúng ta trao giá trị nhiều thì khách hàng đến với chúng ta nhiều và khi mà chúng ta tư vấn chúng ta chăm sóc uh, khách hàng tận tình chu đáo đấy thì đương nhiên là khách hàng họ sẽ đến với chúng ta vừa rồi thì hoa có chia sẻ cho các bạn đó chính là uh, chín cái lý do mà chúng ta cần phải uh, làm video à, các bạn thấy um, những cái chia sẻ của Hoa hữu ích thì các bạn nhớ uh, thả tim uh, nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những cái video mới nhất nhé và các bạn có những cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc gì mà cần Hoa hỗ trợ thì các bạn hoàn toàn comment xuống bên dưới hoặc các bạn cũng có thể inbox trực tiếp cho Hoa qua Zalo đó chính là 0909 537 868 thì Hoa sẽ chia sẻ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo